Chương 8. Hỡi anh em, chúng tôi muốn biết anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon, đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức nữa, và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự dùng dứt các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng tôi đã khuyên tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này, như người đã khởi sự làm. Vậy thì, như anh em đều trỗi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chủ ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu vì anh em tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em, ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước anh em đã là người thứ nhất chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ, hãy làm tròn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào, thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chứ chẳng phải theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi. Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tít, cũng ân cần với anh em thể ấy, vì người nghe lời tôi khuyên, và cũng bởi lòng sốt sắng, thì người tự ý đi đến thăm anh em. Chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh tại những điều người đã làm vì đạo tin lành. Vả lại, người đã được các hội thánh chọn lựa để làm bạn đi đường cùng chúng tôi trong việc nhân đức này, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển chính mình Chúa ra, và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. Chúng tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như vậy. Vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa, mà cũng ở trước mặt người ta nữa. Chúng tôi lại sai một người trong anh em chúng tôi đi với họ, là người có lòng sốt sắng, mà đôi phen chúng tôi đã thử thách trong nhiều dịp. Lần này, vì cớ người có lòng rất tin cậy anh em, thì chắc là càng sốt sắng hơn. Ấy vậy, nói về Tít thì là bạn bè tôi, và là người cùng làm việc với tôi ở nơi anh em. Còn như hai người anh em kia là sứ giả của các hội thánh, tức là sự vinh hiển của Đấng Christ. Vậy, anh em ở trước mặt các hội thánh, hãy tỏ chứng cớ của sự yêu thương mình và bày ra cho họ biết chúng tôi có cớ khoe mình nơi họ vì anh em.